Cả nhà, cả nhà có khỏe không? Các bạn mình mới đi siêu thị về đó các bạn, mình mua được một dĩ mà nước hoa mà để trong cái phòng ngủ đó các bạn, cho nó thơm đó. Với cái phòng mà bếp của mình đó các bạn, đôi lúc mình nấu đồ ăn đó nó bị hôi dầu mỡ đó, thì mình để mình ghim cái này vô trong cái tường đó các bạn. Mình có mua cái này nè, cái chui này là chui điện đó cả nhà, để mình để cái chai vô á, mình ghim vô tường á, thì những cái đồ ăn của mình ở trong nhà đó thì nó bán cái mùi đi á cả nhà, thơm lắm đó các bạn. Này nước hoa tự nhiên đó các bạn, mùi thơm thì của hoa cúc mà diệt vi khuẩn đó cả nhà. Đôi lúc á, trong nhà các bạn đó, trong cái phòng ngủ đó các bạn, để vô trong cái phòng ngủ của mình đó, nó bay cái mùi thơm dễ chịu lắm, mà nó diệt vi khuẩn nữa. Tại mình mua có hai mùi đó các bạn, cái mùi này cũng thơm lắm, mà cái này, cái loại này này nước màu trắng. Đây thì cái loại cái màu nó tím. Bình thường á các bạn thì cái này nè, mình để vô đây nè, nó có cái khớp nè, mình để vô trong cái chai gì, cái mình ghim vô cái tường, cái chui đó, mình ghim vô cái tường á thì cái hương thơm á cả nhà, nó bay lên cái chỗ này nè, nó có điện nó mới bay cái mùi thơm nha cả nhà. Cái này hồi nãy mình ghim vô tường rồi đó, mình rút ra cho các bạn xem đó. Bây giờ chị mình khui ra cho cả nhà xem. Tôi giặt xuống dưới này chị. Chị để xuống đó, chị để để thêm con cái bên nào không biết gần. Không, chị lấy cái dao chị gọt tải. Chị gọt tải ra cho các bạn. Chừng nó chưa tay, người ta có cái đường ấy mà mình chưa biết đường là thôi, không biết đường để thử ở trên này có cái lòng nè, có cái mí này nè, cái mí này nè, chị mở cái này ra nè, người ta có mà điều mở cái đó ra nó hơi lâu lắm, tâm mà giờ tim chờ chờ tay chị đó, tâm vào tim chị nói nghe em ớn quá à. Mà tại mình dưới đất đường nắm kéo lên thôi. Nó gì? Chị để xuống. Rồi chị lấy một chai, chị dặn ra đi, chị mở cái nắp ra cho cả nhà xem. Chị lấy ra hết nè, mình xài luôn. Để đó mình. Chị dặn mạnh lên. Có cái nắp nè cả nhà, có cái nắp người ta sợ nó chảy nước ra đó, nên người ta dặn lại chắc cho mình đó. Đau tay quá. Chị lấy cái khăn đó chị ấy. Cái này dám nhận giống như cây dầu. Chị để dưới em mới thấy. Nè cả nhà, nhìn nè các bạn. Nước này màu tím thơm lắm đó cả nhà. Mà cái này đó, các bạn, nó cũng diệt khuẩn trong gia đình mình đó các bạn. Mình để trong cái phòng, cái toilet nó cũng thơm cái toilet lắm đó cả nhà. Nó bay hương vị thơm đó. Mà các bạn nhớ mua có cái chui này nha các bạn. Cái chui mà để mình ghim điện vô á nó mới thơm được. Mà nếu mở ra gì á mà chưa có ghim điện nó cũng bay cái mùi da thơm cả nhà.
nước mới nóng lên đó, nó càng thơm nhiều hơn đó. Cũng như trời lạnh đó, cái mình mở cái heat lên đó, nó nóng cái phòng đó thì nó càng thơm nhiều. Các bạn nào chưa có mua xài đó, các bạn mua xài thử đi. Nó làm cho mình thông mũi rồi lắm đó, các bạn thử nó, mình thấy dễ chịu. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Gia đình mình có xài gì trong nhà đó, mình quay cho các bạn xem. Cái này mùi thơm nước hoa cúc nha các bạn, tự nhiên á, thơm lắm luôn cả nhà. Bye cả nhà.